Đạo diễn Dương Nghinh, biên kịch Hồng Tịnh Tuệ, Đằng Dương, với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Kiều Phi, Quỳnh Hiên trong vai Trình Gia Dương, Lý Khê Nhuế trong vai Ngô Gia Di, Trương Minh Minh trong vai Hạo Thiên, Trương Dân Long trong vai Dương Húc Đông, Châu Kỳ Kỳ trong vai Văn Hiểu Hoa, Dương Nhân Quân trong vai Châu Nam, Cao Dĩ Quang trong vai Cao Gia Minh, Mạn Tú trong vai Mẹ Kiều, Lý Đông Hằng trong vai Lý Lôi, Dương Trí trong vai Dương Lâm Lâm, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Phiên dịch viên xinh đẹp. Tập 22. Coi chừng dưới chân. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Anh đưa em đi luyện tập phiên dịch chứ đi đâu. Đây là ghế. Nè, ngồi yên đi. Đeo headphone vào. Bây giờ anh mở tư liệu nghe. Văn phòng thường trực Liên Hiệp Quốc của Trung Quốc đóng tại Thụy Sĩ và các tổ chức đại diện cho những quốc gia khác. Năm phút phiên dịch trong phòng em hoàn thành rất xuất sắc. Em đang ở trong phòng dịch, em hoàn thành công việc phiên dịch. Anh đã nói em không có vấn đề. Chướng ngại của em không phải là về phiên dịch mà là ở cái phòng này. Mai mốt khi em phiên dịch có thể đeo đồ bịt mắt được không? Đương nhiên là không được. Khi thực hiện phiên dịch chính thức, em sẽ nghe được rất nhiều giọng nói. Phải làm tốt công việc chuẩn bị trước khi dịch song song, còn phải lo xem tư liệu. Cho dù có để cho em đeo đồ bịt mắt, ai đưa em vào phòng dịch đi? Làm vậy có phải gây gánh nặng cho mọi người hay sao? Bởi vậy em vẫn không làm được. Ai nói là em không được? Chúng ta đã đi được bước đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta xác định được việc em sợ và trong phòng dịch do tâm lý ảnh hưởng. Tiếp theo sau, chúng ta phải tìm được cụ thể ở đâu. Thực ra phòng dịch không có gì đặc biệt. Nó được làm từ mấy tấm nhôm. Em không thích cửa sổ hay là cánh cửa của nó? Không có. Không phải. Vậy là chúng ta cùng nhau kiểm tra. Em từ bên ngoài đi vào trong phòng dịch, đóng cửa lại, cài chốt cửa, rồi ngồi xuống. Gia Dương, em ngồi đây nhìn thấy các dãy ghế ở trước mặt mình khiến em cảm thấy căng thẳng vô cùng. Ghế ngồi. Em nghĩ khi phiên dịch tại đại hội trường sẽ căng thẳng. Em không nên nghĩ như vậy. Không phải.
là bởi vì hiện giờ em ngồi ở đây, ngoài kia trên ghế ngồi không có người. Em cũng cảm thấy rất khó chịu trong người. Chúng ta đừng gấp, cứ tiến hành từng bước. Làm sao có thể dễ dàng giải quyết chuyện này trong một thời gian quá nhanh được chứ. Chúng ta làm lại. Cô từ từ đi. Mau lên, không kịp bây giờ. Gấp cái gì chứ. Ê trời ơi, đại tiểu thư, giờ cô mới tới hả? Cô có biết anh Hạo Thiên giúp cô kéo dài thời gian bao lâu không? Trang Điềm Điềm nữ nhân vật chính cũng phải đợi cô đó. Cô ta là nữ chính. Đúng. Cô ta có giận tôi không? Cô chỉ là nữ chính số 2 đến trễ như vậy, cô ta tất nhiên nổi giận. Cũng may cô ta không dám giận anh Hạo Thiên. Hey, cô đó đúng là may mắn thiệt, có anh Hạo Thiên giúp cô. Còn mau đi trang điểm đi, đây là phim thời đại cũ, cô lo trang điểm còn họp báo nữa. Mau đi, mau đi. Ồ. Vô. Hạo Thiên. Ê, chơi gì? Đi theo anh. Ê, Điềm Điềm. Điềm Điềm qua đây. Anh giới thiệu với em nha. À, đây là sư muội của anh, diễn vai người chị trong phim. Chào chị Điềm Điềm. Em có xem phim của chị, em rất thích. Cảm chị ơn. Cô sư muội rất dễ thương. Người anh Hạo Thiên giới thiệu chắc chắn rất là ok. Cái gì diễn tốt chứ. Các người đóng kịch giỏi thiệt. Chúng ta đi trang điểm thôi. Ừ. Đi. Ừ. Trang điểm. Trang điểm cho gia Di đi. Coi kìa. Nhìn tên kia thì dịu dàng yếu điệu, còn nhìn thấy mình thì trợn con mắt lên. Không chỉ hai quốc gia có được lợi ích, và còn giúp ích cho cả thế giới. Thủ tướng Trung Quốc trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Thụy Sĩ tuyên bố như sau. Hội nghị này được diễn ra vào thứ năm tại Bắc Kinh. Ok, anh đã tìm ra được nguyên nhân. Em sợ nhìn thấy hội trường. Chuyện này thì dễ giải quyết thôi. Khi vào phòng phiên dịch sao có thể không nhìn thấy hội trường? Em phải xem thái độ của người phát biểu chứ. Em xem kìa, em lại căng thẳng rồi. Lúc thì nghĩ rằng mình không thể nào vào trong phòng phiên dịch được, lúc khác muốn lập tức giải quyết vấn đề ngay, đâu có dễ dàng như vậy. Trời ơi, thật ra em phải làm sao mới giải quyết được đây? Không được hấp tấp. Anh là thầy hướng dẫn của em, anh không gấp em gấp làm gì? Chủ nhiệm đi. Nghe đi. Alo, chủ nhiệm đi. Đồn cảnh sát. Việc này tôi có thể giải thích. Vậy ngày mai vào diện gặp. Tạm biệt chủ nhiệm đi. Vì chuyện hiểu lầm lần trước đúng không? Anh đã biết rồi. Anh đương nhiên là biết rồi. Có người viết thư tố cáo tới viện phiên dịch. Sao trước đây anh không nói cho em biết? Anh phải giải quyết việc chính yếu trước tiên chứ. Được rồi, giờ chúng ta đã biết được nguyên nhân tại sao em sợ vào phòng phiên dịch rồi. Tiếp theo sau, chúng ta từ từ giải quyết chướng ngại tâm lý của em. Còn về thư tố cáo, mau đi tìm chủ nhiệm Điền giải thích đi. Anh nói xem anh phải làm sao giải thích, việc đầy phiền phức quá. Chuyện gì cũng từ từ thôi. Em đừng lo, ngày mai anh cùng em đi gặp chủ nhiệm Điền. Đi thôi, hôm nay tới đây được rồi. Nè, thế nào? Nhìn vào cô làm tôi chối cả mắt luôn. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi thoa phấn lên thì nhìn giống như là bức tường vậy. Còn cái miệng to đùng kiểu tóc xà tinh. Tính ăn tươi nuốt sống người ta hả? Anh biết cái gì chứ? Đây là trang điểm thời dân quốc, mang dáng dấp phục cổ, anh biết không? Để có được kiểu hóa trang này,
phải làm từ sáng cho tới tối, khiến tôi mệt chết đi được. Nhìn cô khá mệt mỏi. Ê, vậy nha, tối nay chúng ta đi ăn cơm. Anh tự mình đi đi. Tôi có hẹn với Hạo Thiên tối nay qua nhà anh ấy. Anh ấy có chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Trời, bữa tiệc lớn hả? Vậy cô trở thành đồ ăn tráng miệng rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh bị bệnh hả? Tôi đâu có bệnh. Tôi là cậu chủ công ty lại làm trợ lý cho cô. Tôi đi à. Nè, anh đừng đi, anh còn phải đưa tôi về nhà nữa. Cô có tên bạn trai kia rồi. Anh... giải trừ hợp đồng. Giải trừ hợp đồng với anh ta. Chủ nhiệm, tôi thật sự không có làm gì phạm pháp. Ở Thượng Hải bấy lâu nay, chỉ vì sự hiểu lầm lần đó tôi bị bắt đưa vào đồn cảnh sát. Sau đó cảnh sát điều tra rõ sự việc đã thả tôi ra. Chủ nhiệm à, tôi là đương sự trong việc đó, tôi có thể làm chứng. Những lời Kiều Phi nói là thật. Cái người viết thư nặc danh chính là Đố Kỵ cô ấy, bị đặt sự việc cố tình muốn hãm hại cô. Nếu thực sự như vậy, yên tâm đi, diện phiên dịch cao cấp nhất định điều tra rõ. Thật sự chỉ là hiểu lầm. Ông không tin lời tôi nói, ông có thể tới sở cảnh sát, sẽ biết ngay là tôi không có nói dối. Có thật không? Kiều Phi à, mời cô đến giải thích việc thư tố cáo. Không phải chúng tôi không tin tưởng cô. Phẩm chất đạo đức của nhân viên chính thức làm việc tại diện phiên dịch cao cấp, chúng tôi phải nắm rõ mới được. Nhân viên chính thức? Nghe không hiểu hả? Chính thức được nhận rồi. Chúc mừng cô. Lần tôi... này yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, phải trải qua rất nhiều thử thách. Bên nhóm của Trịnh Gia Dương chỉ có 3 thực tập sinh được trở thành chính thức. Một là cô, 2 là Dương Yến, 3 là Ngô Minh. Vậy sao? Chúng tôi cùng chung một tổ à? Đúng. Sau này ba cô cậu với Trịnh Gia Dương, Lý Lôi, Hàng Mai chung một nhóm. Công việc trong tương lai sắp tới là kết hợp dịch song song và nối tiếp. Cô có đủ lòng tin không? Đủ tự tin. Ấy, Gia Dương, tôi đang hỏi Kiều Phi mà đâu phải hỏi cậu đâu. Bây giờ cô ấy không phải là sinh viên thực tập của cậu, là đồng nghiệp. Đúng 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 đúng. Cậu phải tôn trọng ý kiến của cổ đó. Đồng nghiệp, trả lời đi. Kiều Phi à, dịch song song và nối tiếp, cô có lòng tự tin không? Chủ nhiệm, tôi sẽ cố gắng. Được. Diện phiên dịch cao cấp cần những người mới đầy nhiệt huyết với công việc. Chúc mừng. Chúc mừng 3 đồng nghiệp mới gia nhập đội ngũ chúng tôi à. Qua năm ải chém 6 tướng thật không dễ chút nào. Trong khoảng thời gian thực tập, mọi người đã rất quen biết với nhau, tôi không giới thiệu nữa à. Về việc có người viết thư tố cáo cô ấy, cho rằng cô ấy không đủ tư cách thông qua sát hạch. Lãnh đạo viện đã tiến hành điều tra kỹ sự việc này rồi và kết luận lời tố cáo không thật. Chi tiết cụ thể trên trang web của viện có ghi rõ. Tiếp theo sau, chủ nhiệm Trình sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Hả? Điều thứ nhất, năm đầu làm việc, chủ yếu nâng cao trình độ nghiệp vụ, không được ra bên ngoài làm thêm. Những việc khác tôi nghĩ tới sẽ nói sau. Kiều Phi, cô sắp xếp lại ghi âm trong hội nghị rồi phiên dịch ra. Còn hai cô cậu, phiên dịch hết chỗ này, sau khi kiểm tra lẫn nhau xong giao lại cho tôi. Chúng tôi ngồi ở đâu? Ngô Minh, cậu ngồi bên kia. Dạ. Dương Yến, cô ngồi đối diện cô ấy. Kiều Phi,
Kim Bảo, em xem. Sau khi điều tra, việc tố cáo nạc danh không đúng sự thật. Trời ơi. Bên trong đang nói Kiều Phi có phải hay không? Em nói xem, thư tố cáo cổ lừa đảo từ đâu mà đến? Hả? Em thông qua nhiều người dò la mới biết được. Nói là lúc cô ta đi làm, đi cùng với khách, rồi sau đó bị bắt. Chị nói xem có thể là chuyện gì? Không, Kim Bảo à, như vậy đi, chuyện này từ đầu tới cuối em từ từ nói rõ cho chị nghe. Ê, trời ơi, thời gian qua quá lâu rồi. Trời, em nhớ không có rõ nữa. Chị nhắc em, chị có thể nhắc em mà. Lúc đó chị muốn gặp cổ nên gọi điện hẹn ra ngoài gặp. Còn về sau? Dì à, con muốn nói với dì con với Cao Gia Minh, tụi con thật sự không yêu nhau, cũng không có đến với nhau. À, hai đứa không có yêu nhau là tốt rồi. Cô Kiều à, tôi biết cô là một người giỏi giang. Cô có giỏi giang đến đâu nhưng hãy nhớ lấy một điều. Điều đó là khoảng cách giữa hai gia đình có sự chênh lệch quá lớn. Gia Minh nhà chúng tôi, đầu óc nó bị tình yêu làm cho lú lẫn. Bởi vậy tôi hy vọng cô trong việc này hãy suy nghĩ kỹ, hãy tỉnh táo. Dì à, tụi con không có đến với nhau thật mà. Dì hãy tin tưởng con đi. Con xin lỗi nghe điện thoại. Xin lỗi nha. Alo. Tôi biết, bác sĩ Dương ạ, tôi qua nghe. Được rồi. Xin lỗi nha, con không thể nào tiếp tục nói chuyện với dì. Kim Bảo à, chuyện giữa Gia Minh và cô bạn gái của nó, em giúp chị giải quyết dứt điểm nha. Gia Minh rất quan tâm cô. Mẹ của cậu ấy đặc biệt quan tâm tới Gia Minh. Vì vậy cô trở thành đối tượng chúng tôi nhất định phải quan tâm. Tôi đến đây gặp cô muốn tìm hiểu đôi chút thôi. Gần đây nhà cô có người bị bệnh, có phải không? Cô gặp phải khó khăn gì ạ? Chuyện nhà con à, con tự giải quyết được. Một cô gái trẻ luôn có giới hạn về mặt kinh tế. Mẹ của Gia Minh là nhà doanh nghiệp, cô biết rất rõ. Tiền đối với bà ấy không thành vấn đề. Chú à, lần trước con đã nói rõ với dì ấy. Những gì con cần đều đã nói hết. Chuyện giữa con và Gia Minh cũng như người nhà của anh ấy không liên quan gì tới tiền bạc. Con biết chú quan tâm tới điều gì. Con với Gia Minh chỉ là bạn bè bình thường. Con sẽ giải thích rõ với anh ấy. Thật không? Những lời cô nói nếu đúng sự thật, tôi có thể yên tâm. Gia Minh đi nước ngoài mấy tháng, rất mau quay về. Chúng tôi không muốn nói về chuyện này mà bị ảnh hưởng. Thật ra Gia Minh đối xử với con rất tốt. Con vô cùng cảm kích anh ấy, nhưng áp lực trong lòng con rất lớn. Con gánh không nổi đó. Chú với dì hãy khuyên bảo anh ấy, kêu anh ấy đừng tới làm phiền con. Giờ con phải đi về làm việc đây. À, được. 100 ngàn. Con tưởng ba là ngân hàng của con hả? Ba mới cho con 200 ngàn mà. Chú à. Được rồi, giờ tôi đang có việc, chút nữa gọi lại. Cô Kiều, lúc nãy chú chuyển vào thẻ của con 100 ngàn đúng không? Có một số việc nếu nói quá rõ sẽ không có hay. Con cảm thấy không có gì phải che giấu hết. Con đã trả ngược lại số tiền đó, chú kiểm tra lại đi. Chuyển trả lại? Chú nhận rồi đúng không? Không có chuyện gì, con đi trước đây. Cô Kiều à, đợi chút đi. Tôi mong cô hiểu tâm trạng của mẹ Gia Minh. Không có người mẹ nào muốn con trai mình con không tốt. Con thật sự hiểu ý của chú. Con đã nói rồi, con với Gia Minh không phải là người yêu của nhau, chỉ là mọi người không chịu tin. Con sẽ sớm rời khỏi hạm môn. Con nhất định nói rõ với anh. Chú và dì yên tâm đi. Cô rời khỏi? Cô kiên quyết như vậy nhất định phải. Tôi thấy là cô không cần nói rõ với Gia Minh đâu ha. Đau dài chi bằng đau ngắn. Mai mốt cô đừng gặp cậu ấy nữa ha. Tự cậu ta sẽ hiểu ý của cô. Làm người xấu một lần để cậu ta tổn thương thật nặng, việc hồi phục sẽ được nhanh hơn. Ý chú là con không cần nói lời tạm biệt, cứ việc bỏ đi. Như vậy liệu có ổn không? Không, thấy chưa, bây giờ cô còn đang do dự. Khi hai người gặp mặt rồi, lúc nói chuyện con gái luôn dễ mềm lòng,
Cô làm vậy là hại thằng cháu tôi. Cô có biết không? Con... xem như tôi xin cô, nếu cô không yêu nó, lần cuối cô hãy làm một việc tốt giúp nó. Thằng cháu Gia Minh, về mặt tình cảm nó vô cùng yếu đuối. Nó đối với cô có tình cảm sâu nặng. Cô không được cho nó một tia hy vọng nào. Cô hãy nghe lời, dứt khoát ra đi. Em thật sự đã chuyển cho cô ta 100 ngàn. Cô ta hứa với em sau này không gặp Gia Minh nữa mà. Còn về sao? Về sao? Em đưa cô ta số tiền 100 ngàn mà chị kêu em. Cô ta nói cần số tiền đó để được trị bệnh cho mẹ cô ta. Em kêu cô ta đừng bao giờ gặp lại Gia Minh nữa. Em thấy cô ta chỉ tính lợi dụng Gia Minh thôi. Nghệ thuật cao nhất của nói dối chính là nói thật. Anh có ý gì? Tôi có ý gì? Cô là người như vậy, hách triết từng đến tìm chúng tôi. Chúng tôi từng do dự, cô đi nói với lãnh đạo khiến mọi người cùng nhau nhảy việc. Cô trở thành người trung thành nhất. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Tôi nói cho anh biết, vì các người tính cùng hách triết bỏ đi, tôi hoàn toàn không hề hay biết. Anh ấy nói với tôi anh ấy đi gặp lãnh đạo để nói chuyện. Tôi chỉ hứa giữ bí mật giúp anh ấy. Cô tưởng mọi người đều ngốc sao? Vẻ bề ngoài nói không liên quan gì tới cô. Tính ra đã giỡn trò, chơi trò đấu trí ở đây, lừa gạt người khác. Tôi thấy hình như anh xem mấy truyện tiểu thuyết nhảm nhí quá nhiều rồi. Nếu như anh thật sự ghét tôi thì anh đừng ở đây mà nói bóng nói gió. Chúng ta là đồng nghiệp với nhau, có ý kiến gì anh cứ nói ra. Được rồi, đừng nói nữa. Ba chúng ta đã trở thành nhân viên chính thức, còn tính toán chuyện đó làm gì? Biết bao nhiêu người bị cô ta hãm hại, người đứng đầu. À, tôi về trước đây. Ừ, tôi làm cái này xong cũng về. Lại uống nước đá nữa. Em muốn được tỉnh táo mà. Uống ly nước nóng vào cho ấm bụng. Tới đâu rồi? Sắp xong rồi. Bây giờ em chỉ cần điều chỉnh canh rang lại, kiểm tra một số từ là xong. Anh nhất định phải kiểm tra lại. Em có biết sao? Em biết chứ. Em làm kỹ một chút thì khi anh dò lại sẽ cảm thấy khỏe hơn. Ngày đầu tiên làm việc em thấy sao? Em cảm thấy gian phòng làm việc trong mơ của em, cuối cùng em đã ngồi vào đây. Em không trách anh sao? Không những không nói chuyện với em, còn giao cái công việc chán ngắt này cho em làm. Mọi người cô lập em, anh giả bộ xem như không thấy gì hết. Vậy sao? Có phải là mọi người đều cô lập em không? Anh đừng có ngắt ngang. Anh cố ý đúng không? À, tránh hiềm nghi. Anh đối với em chỉ có nghiêm khắc hơn người khác. Em nghĩ mình vào đây sẽ được nhẹ nhàng hơn, không ngờ còn khó khăn hơn trước đây nữa. Công việc khó khăn chỉ thích hợp với người có năng lực, chính là em. Có phải anh đặc biệt để dành chỗ này cho em, còn họ ngồi tuốt ở bên kia không? Đúng là như vậy. Anh, em có biết tại sao không? Tại sao chứ? Từ chỗ mà anh ngồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy em. Gia Dương, cậu tan ca chưa? Hiểu qua. Chị về rồi hả? Chị hiểu qua. Kiều Phi cũng ở đây hả? Tất nhiên về rồi, chẳng lẽ chị còn ở sân bay đợi cậu? Cậu có đang bận không? Không có. Mời ngồi. Chị muốn được nói chuyện riêng với cậu. Vậy thì em về nhà trước. Chủ nhiệm à, bản thảo ngày mai em gửi cho anh có được không? Được. Cô đi đường cẩn thận nha. Ê, coi chân, máy tính. Hai người nói chuyện nha. À. Tạm biệt.
Hôm trước chị đợi cậu được một lúc rồi đi về. Giờ sao cậu có đến không? Sao không nghe điện thoại vậy? Gia Dương, chị đã suy nghĩ kỹ, là chị quá chú trọng hình thức, quá mong muốn có một sự khởi đầu tốt đẹp. Lỡ như quyển sách không tới được tay cậu, lỡ như miếng giấy trong quyển sách rơi mất, lỡ như lúc cậu thấy được đã quá trễ, hoặc lỡ như cậu đi công tác, chẳng phải chúng ta lần nữa lại bỏ lỡ sao? Hiểu qua. Hôm trước em không đi đón chị, em mong muốn chị được hạnh phúc. Chị đã kết hôn với Châu Nam rồi, em thấy hôn nhân không phải là trò chơi. Hai anh chị từ từ làm quen. Bởi vậy hôm đó em gọi điện cho chú Văn, nhờ chú ấy ra đón chị. Chú ấy có đến sân bay không? Hôm trước sau khi chị về nhà mới biết ba chị ra sân bay đón. Chị là người không có tính nhẫn nại, nói đợi cậu một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ đợi có mười mấy phút đã đi mất. Đi. Vậy là tốt, em còn lo chị đợi em. Gia Dương, chị nhớ cậu từng nói với chị, yêu một người không được để lỡ mất cơ hội. Đúng, bởi vậy em đã gặp được một người em không thể bỏ lỡ. Cô ấy cũng không bỏ lỡ. Hình như chị bỏ lỡ rất nhiều việc. Ê, chị và Châu Nam... Cổ tên gì? Kiều Phi. Kiều Phi? Là cái cô Kiều Phi vừa mới rời khỏi. Chị đừng nói cho mọi người biết, tụi em đang trong giai đoạn bảo mật. Hai người đang chơi trò hẹn hò lén lút. Không phải, cổ bỏ ra rất nhiều công sức mới được chính thức nhận vào. Nếu giờ để người của Diễm Phiên Dịch biết cô ấy là bạn gái của em, như vậy sẽ không công bằng với cổ. Em không muốn cô ấy mãi mãi sống trong cái bóng của em. Gia Dương, cậu rất chu đáo với bạn gái. Tình yêu quả thật là một điều kỳ diệu, khiến con người trở nên chu đáo hơn. Được rồi, chị không có việc gì nữa, chị đến nói cho cậu biết là chị đã trở về. Vậy em... Cậu mau đi tìm Kiều Phi đi. Hôm khác gặp lại. Đi nhanh quá vậy. Em có thể đi nhanh hơn nữa. Sao bỏ đi vậy? Có thể để hiểu qua biết chúng ta không cần giấu chỉ. Có lẽ là em đã quen rồi. Không phải chúng ta đã thỏa thuận không để mọi người biết sao? Giả lại, mỗi lần gặp chị Hiểu qua, em cảm thấy người giỏi như chị ấy mới xứng với anh. Còn em không làm được trò trống gì, ngay cả phòng dịch cũng không vào được. Sao em lại tự nhiên mất đi lòng tin vậy? Đây không phải là cô gái mà anh quen biết. Cô gái mà anh biết lúc nào cũng nghĩ cô ấy tốt nhất. Thật ra mỗi lần em gặp chị Hiểu qua, em có đôi chút tự ti. Chị ấy là người tài năng giỏi giang, từ lâu anh đã thích chị ấy. Bây giờ em tự nhiên nhảy vào, em cảm thấy mình thật đáng ghét. Cô bé ngốc của anh, em suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Anh nói cho em biết, ở chỗ của anh, em chỉ cần điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Gặp phải điều gì bất bình, chỉ cần nói cho anh biết là được rồi. Ngày mai anh về nhà nói cho gia đình của anh biết là anh đang quen em. Gia Dương, em yêu anh. Cái gì? Em nói gì? Anh nghe không rõ. Lúc nãy xe chạy ồn quá à. Trời ơi. Em nói lại cho anh nghe đi. Ê, ê. Nếu như anh nghe không lầm, lỡ lúc nãy em nói là Trình Gia Dương, em yêu anh đúng không? Em không có nói. Em lừa gạt anh. Em đang lừa gạt anh. Em tưởng anh là con chó ngốc nghếch hả? Em không có. Con đã quyết định rồi. Vậy con chọn đi. Con lấy cả hai thứ. Con khôn lớn rồi. Hôn nhân và tình cảm là hai thứ khác nhau.
con hiểu được điều này đúng là không uổng công. Ít ra con nắm bắt được một cái gì đó. Con hãy nhớ, tinh trường là thương trường, bí quyết để giành chiến thắng chính là chịu buông tay. Buông ra mới nắm bắt được cái mới. Khi nào con có thể bắt đầu đi làm lại? Bất cứ lúc nào cũng được. Con có thể đi du lịch trước ha, vì hiện giờ không có việc gì quan trọng cần con xử lý đâu. Vậy bắt đầu bằng việc loại bỏ các hạng mục tại bệnh viện. Con không tiếp tục đầu tư nữa. Các mối làm ăn lỗ vốn chúng ta không làm nữa. Còn ngành khai thác khoáng sản ở nước ngoài đều là những lĩnh vực chúng ta không quen thuộc. Cho dù là lỗ vốn, con dự định bán hết chúng đi. Con hãy suy nghĩ kỹ. Tiếp tục bỏ tiền đầu tư biết đâu có thể lật ngược tình thế. Bán đi, chúng ta phải làm lại từ đầu đó. Cái ba quen thuộc là xuất nhập khẩu, cái con quen là ăn chơi trác tán. Ba chọn châu Nam. Con lấy ảnh, con học được không ít. Bây giờ trong nước đang thịnh hành rượu vang. Rượu vang Thụy Sĩ dưới 10 euro sau khi vào siêu thị ít nhất bán được giá 200 đồng. Con dự định bán mỏ khoáng sản đi, qua Thụy Sĩ thu mua những hầm rượu nhỏ. Được, con mạnh dạn đi làm đi ha. Tay ông ấy đang run. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng có nóng vội. Xem thế nào đã. Bác sĩ Triệu, có cô Văn đến tìm ông. Chủ nhiệm, loại phẫu thuật này ông làm qua bao nhiêu lần rồi? Tôi không có đếm. À xin lỗi, tôi có thể thử hay không? Tôi đã học qua chuyên ngành này. Trong phòng thực hành thì tôi đã từng làm qua mấy ngàn lần. Ồ, cứ thử đi. Cậu được không? Chủ nhiệm Triệu, cho tới giờ những điều ông nói chưa có điểm nào khiến tôi cảm thấy bệnh viện có bước tiến triển đột phá. Chúng tôi có mời một số chuyên gia về đối với hạng mục này từ đầu đánh giá lại. Về mặt chuyên khoa y học, không phải một hai câu có thể giải thích rõ. Thương gia như chúng tôi, điều mấu chốt phải có lợi ích. Đối với người theo đuổi lợi ích, những gì tận mắt thấy được mới hấp dẫn. Cũng chính là điều chúng tôi muốn mọi người khi nhìn vào thấy được lợi ích của nó, khiến họ bằng lòng móc tiền túi ra. Chúng tôi không thể như nhà quảng cáo tiến hành làm nghiên cứu. Không cần nữa. Tôi không phủ nhận thành tích của ông. Chỉ là tôi tình cờ yêu thích một bác sĩ, đọc qua một số tài liệu có liên quan. Bởi vậy thất bại không phải là điều xấu. Tuy thất tình, nhưng tôi học được một số tri thức về y học. Ông mất đi đầu tư, nhưng học được một số kỹ năng về quảng bá. Lúc nãy sao vậy? Nguy hiểm quá. Tôi cũng không biết. Có lẽ là ông ta quá lâu không làm phẫu thuật này, tay không được quen. Ông ta vừa cầm dao lên đã run rẩy rồi. Thật tiếc quá. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may phẫu thuật rất thành công. Viết cái gì vậy? Ông ta nói tôi hoàn toàn nắm vững thao tác trong loại hình phẫu thuật này. Tốt lắm. Quyết định như vậy, trừ khi có tiến triển rõ rệt, không thôi chúng tôi không tiếp tục đầu tư. Đầu tư hạng mục của anh? Không được đâu. Trước đây chúng tôi lo mở rộng, nhảy vào nhiều ngành mà chúng tôi không quen thuộc, mới trở nên như vậy. Giờ tôi không mạo hiểm nữa. Chỉ với bệnh viện chỗ tôi, một năm thực hiện hơn 300 ca phẫu thuật não. Cô không nghĩ coi thị trường trên cả nước lớn thế nào. Tôi không mạo hiểm làm những việc tôi không nắm chắc. Trong nước không sản xuất, máy móc phải nhập từ nước ngoài, giá thành tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người không được thực hiện loại phẫu thuật này. Gia Minh à, tôi khuyên anh đừng quá cố chấp. Tôi đại khái biết trước đây anh vì một cô gái chuyển sang chuyên ngành khác. Chúng ta đã là người lớn, sao anh vẫn không chịu quên chuyện trước đây chứ? Có phải cô vì lấy chồng nên không tiếp tục đầu tư nữa? Tại sao lại vì lấy chồng mà không tiếp tục đầu tư? Ba cô đầu tư vào hạng mục này vì tôi,
Bây giờ cô lấy người khác, tất nhiên là không bỏ tiền vào nữa. Gia Minh à, trước đây lúc tôi vì anh làm mọi việc, anh một hay muốn thoát khỏi tôi. Giờ tôi tự lập nghiệp phát triển riêng, sao anh muốn bắt tôi ở lại tiếp tục đầu tư cho anh? Từ lúc nào cô trở nên độc lập như vậy? Ai đã thay đổi cô? Châu Nam, anh ta có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Có khi nào là Trình Gia Dương? Cô nghĩ nói sẽ đợi cô sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Cô nghĩ cô là chim sẻ? Thật ra cô là con ve. Hãy nhớ câu chuyện ngụ ngôn này, nó khiến cô nhớ mãi suốt đời đó. Tôi không vì bất cứ ai. Tôi đột nhiên nhận ra là mình nên làm gì đó. Cô đừng có ngốc nữa. Cô biết cô gái trước đây tôi yêu tên là gì không? Tôi không biết, cũng như không có hứng thú. Tên Kiều Phi. Nghe quen lắm phải không? Giờ cô ta là bạn gái của Trình Gia Dương đó. Sao không vào trong? Đợi em. Em về rồi, đi thôi. Nè, anh nhắc nhở em, đừng nhắc tới Kỳ Phi ở trước mặt ba. Đừng đưa cô ấy về nhà, đừng gây rắc rối cho bản thân. Anh lo cho Kiều Phi hả? Anh không cần lo đâu, em tự biết sắp xếp. Vào trong đi. Việc phẫu thuật của con mà biết hết rồi, rất tốt. Cảm ơn. Cố gắng lên, phải dùng hết sức mình. Nhất định. Hôm nay đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây mà hả? Nói chuyện từ nãy giờ không thấy cãi lộn lớn tiếng, cha con hòa hợp quá. Hôm nay người gây chuyện không phải là con. Gia Minh à, con nói cái gì vậy? Nè, con chừng nào mới chịu dọn về đây ở? Tay con thế nào rồi? Con có việc cần tuyên bố. Khoan đã. Cầm lấy. Con đi rót ly nước. Ba, mẹ, con đã có bạn gái. Ồ, có bạn gái. Tốt. Bạn gái của con làm nghề gì vậy? Phiên dịch tiếng Pháp. Phiên dịch tiếng Pháp. Cô ấy tên Kiều Phi. Kiều Phi? Kiều Phi hả? Phẩm hạnh của cô gái này có vấn đề, mẹ kiên quyết không đồng ý. Phẩm hạnh của cô ấy có vấn đề gì? Đừng nổi nóng. Đừng có nổi nóng. Ê, sao vậy? Sao không đồng ý? Cô gái đó tôi thấy có vẻ tốt mà. Tốt cái gì? Trước đây cổ là bạn gái của Gia Minh, giờ trở thành bạn gái của Gia Dương. Ông nghe có hiểu hay không? Có nghe rõ không? Việc này phải suy nghĩ kỹ càng. Tác phong của người con gái là điểm mấu chốt. Con có hiểu không? Ba, mẹ, ba mẹ nghe con nói trước đã. Thứ nhất, lúc con quen biết Kiều Phi, con không hay biết cô ấy từng là bạn gái của anh hai. Thứ hai, giữa cô ấy và anh hai là chuyện rất nhiều năm về trước. Họ chia tay nhau đã được 8 năm rồi. Bởi vậy con không nghĩ đó là vấn đề. Ba nghĩ việc này chỉ cần ba người làm rõ mối quan hệ. Thật ra không có gì. Ba giữ thái độ trung lập. Ba không phải lão già cổ hủ. Không phải vấn đề cổ hủ hay không, cô gái đó lợi dụng hai người con trai của tôi. Trước đây Gia Minh vì cổ bỏ đi chuyên ngành chính của nó, nó đã chuyển sang một ngành khác. Còn bây giờ nó chuyển sang bám lấy Gia Dương. Vì sao vậy? Cổ chỉ vì muốn vào được viện phiên dịch, muốn được con giúp đỡ cho cổ. Cô gái đó làm việc ở đâu? Viện phiên dịch là sinh viên thực tập của Gia Dương, vừa chuyển sang chính thức. Đúng. Làm bữa
sao con có thể qua lại với sinh viên thực tập của mình chứ? Tại sao con không được hẹn hò yêu đương với sinh viên thực tập của mình chứ? Vì con là con trai của Trình Tư Diễn, trong công việc con không được xảy ra sai sót. Không lẽ vì con là con trai của Trình Tư Diễn, vì con hẹn hò yêu đương với ai phải được ba cho phép hay sao? Con có thể không hỏi. Được mà, con có thể học hỏi theo anh con. Con có thể không nhận ba. Đừng giận, ba từ từ nói chuyện với em, đừng có gấp. Gấp lên rồi ba lại nổi nóng đùng đùng, nói gì cũng nghe không lọt tai. Dạ Dương, không phải ba không cho con hẹn hò yêu đương. Con có bạn gái, ba vui hơn bất cứ ai. Con tìm ai không tìm, lại tìm cô sinh viên thực tập. Hiện giờ điều kiện của con có thể vươn lên rất cao. Con còn trẻ, không được để người khác nói con lợi dụng chức quyền, quan hệ bất chính với sinh viên thực tập. Vả lại, hiện giờ con với cô ta có thể nảy sinh trao đổi lợi ích. Con có thể bảo đảm không thiên vị cho cô ta. Nhưng người khác có nghĩ vậy không? Ba, con sẽ rất cẩn thận giải quyết chuyện này. Nhưng con không thể vì công việc hiện giờ con đang làm mà từ bỏ người con yêu thương được. Vậy con có nghĩ thay cho bạn gái con không hả? Khi mà cô ta đến với con, cô ta phải gánh chịu tai tiếng bạn gái của Trình và Dương. Cho dù cô ta giỏi thế nào, người khác cũng nghĩ là do con thôi. Tụi con không thể lo xa như vậy. Còn vì cái bóng của ba cũng làm được thành tích như ngày hôm nay. Không giống, ta là cha của con. Cho dù con phải gánh chịu tai tiếng của người đời, con không thể hận cha. Còn cô ta, nếu hai đứa chia tay nhau, có thể cùng nhau làm việc không? Ở gần nhau làm việc sao? Một là con từ chức, hai là cô ta đổi công việc. Không thể cùng một lúc có được cả hai. Con không bao giờ bỏ cuộc đâu. Con nhất định phải bỏ cuộc. Công việc luôn đặt lên hàng đầu. Đó là quyết định của ba, không phải là quyết định của con. Tại sao mọi người trong nhà đều phải nghe theo lời quyết định của ba? Mẹ vì ba phải từ chức, anh vì ba phải chuyển ngành. Từ nhỏ tới lớn con không được làm điều gì ảnh hưởng tới danh tiếng của ba. Ba là mặt trời, mọi người đều quay xung quanh ba. Ba thì phát quang tỏa sáng, những người khác phải chìm trong bóng tối. Xem ra không chỉ có một mình con có cách nghĩ vậy. Chỉ là con là người đầu tiên nói ra thôi. Được, muốn có quyền lên tiếng, đúng không? Được, nếu các con không làm theo lời của ba, cút hết đi. Ông làm cái gì vậy ông Trình? Sao ông nóng giận dữ vậy? Có gì chúng ta từ từ thương lượng. Gia Dương, con không đúng. Con không được có thái độ này. Mau xin lỗi ba con đi. Xin lỗi đi con. Gia Dương. Bà đừng kêu đó. Con không giống em. Tuần sau con dẫn đến. Đi 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 đi. Tôi nói cho bà biết, từ nay về sau bà mặc kệ nó đi. Nó là con trai của ông, có thể không lo sao? Đừng nóng giận dữ như vậy. Làm công tác tư tưởng phải từ từ. Tôi sẽ tìm cách lôi con nó về. Show.
追上你以后。